Tao biết quay không? Quay đi con. Quay phải biết cái miệng này đừng có hả ra nghe, uống nước vô đó. Đây rồi, thôi thôi quay đi con. Qua đây nè. Thì quay đi con đi. Thư đi nó bơi rồi. Ê con gái dưới con đừng có hả miệng ra. Đâu con hiểu bơi kìa. Mà đâu biết bơi tới đâu. Thì con cứ bơi lão hết chứ không. Hai đứa giỏi ta. Tại cái quần lỏng quá. Cái bởi vì nó vô ta làm đồ tắm là đồ mứt lúc nào mặc chặt chặt á là nó vừa mời mà cứ bộ quần quá. Ủa một đứa bơi vậy là nhiêu tiền? Em cũng không biết. Hỏi 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 Dũng trả tiền lại cho anh. Không biết bơi hơi rồi. Ừ, cũng đi tắm hồ với cái nhỏ khách sạn á. Không nhớ hồi nhỏ chứ ai biết bơi mà bơi kiểu chó. Cái, bơi không có được nhiều. Tức là lúc đó là mình cái vừa mới úp mặt thì mình sẽ bơi qua kiểu chó là chị biết cái kiểu thứ cái tầm thứ hai. Anh sao mà biết mà không biết bơi? Bơi bơi đi. Cường bơi rồi.